Con từng nghe pháp của một vị giảng sư có nói rằng cơ thể chúng ta đã đủ phước để giải thoát, nhưng vì trong quá khứ có đại nguyện trở thành thượng thủ, độc giác hay chánh đẳng giác, nên vẫn chưa thể giải thoát vì chưa đủ parami. Con không biết rằng các kiếp trước con có phát đại nguyện nào tương tự như vậy không, nhưng kiếp này con từng phát nguyện trở thành một vị độc giác. Nếu con muốn xả nguyện để có thể sớm được giải thoát thì có được không ạ? Nếu được thì con nên làm thế nào? Xin cảm ơn sư. Có thể, xin lỗi, có thể chúng ta đã đủ phước chứ không phải là cơ thể. Quý vị viết sư đọc không được. Rồi. Tức là có khi cái phước mình đủ, mình chứng rồi, nhưng mà mình còn cái đại nguyện, cho nên là mình dướng lại, mình chưa có chứng được. Thì nếu như quý vị muốn đổi nguyện thì cũng đơn giản thôi. Thì quý vị chỉ việc là nói lên cái lời nguyện của quý vị. Ví dụ như là tôi nguyện chứng sơ quả Tu Đà Hoàn càng sớm càng tốt. Hoặc là tôi nguyện chứng A-la-hán thường càng sớm càng tốt. Hoặc là tôi nguyện chứng đắc đạo quả càng sớm càng tốt, bất kỳ đạo quả nào miễn có là được rồi. Thì như vậy cái phước mình á, nó vô được cái nào thì mình vô được cái đó. Cái quan trọng là mình có cái chủ ý đó, chứ không phải là mình nói miệng. Tức là mình nói mà tâm mình không tập trung vào lời nói thì lời nói nó không có tác dụng.